Bây giờ thầy hướng dẫn em cái câu từ đề thi học sinh giải toán 11, cái câu tìm giới hạn của cái trường Nguyễn Đức Cảnh vị Thái Bình nhé. Từ bài thì ngắn gọn thôi, hãy tính cái giới hạn này. Đấy, em quan sát đầu bài thì chúng ta thấy là quy trình của tìm giới hạn là chúng ta cứ thay x bậc không vào đây này. Nếu nó ra con số cụ thể, bài toán dừng lại. Nếu không ra con số cụ thể, tức là rơi vào một trong các dạng vô định như là vô cùng chia vô cùng trừ vô cùng, không trên không, rồi một mũ vô cùng, đúng không? Thì lúc đó chúng ta phải nghĩ cách khử dạng vô định. Thế đây chúng ta dễ nhận thấy là thay x bằng không và thầy tử sẽ tiến đến không, và mẫu cũng tiến đến không, các dạng không trên không trên không vô định như thế này. Đấy, thì trong đây thì chúng ta thấy biểu thức của nó khá là ngoảnh hỗn tạp cả cái đa thức lẫn cái lượng giác, thì chúng ta nên tách nó ra. Nhưng vấn đề là tách như thế nào bây giờ, hiểu không? Tách riêng lượng giác, riêng các cái đa thức riêng, nhưng tách tách như thế nào? Có đơn thuần chỉ là tách cos x gì trên x bình không? Đấy, không. Tức là nếu như chúng ta tách thành căn bậc hai của x bình cộng 4 trừ đi 3 trên x bình, rồi cộng với phần còn lại là cos x trên x bình, tách thành hai cái giới hạn thì sẽ rất mệt. Đấy, chúng ta nghĩ đến cái này. Nếu em theo dõi cái video thầy giảng về giới hạn của hàm lượng giác thì em sẽ thấy là cái linh hồn của cái bài toán tìm giới hạn hàm lượng giác đấy là cái giới hạn lim của sin x trên x khi x tiến đến không thì đấy, cái này rất là quan trọng. Và các cái bài toán giới hạn của hàm lượng giác thường là quy hướng về cái này. Vì vậy, ở đây thì không có sin x mà đây là có cos x, thì chúng ta nghĩ đến cái kịch bản là vậy thì biến nó thành là cos x trừ 1. Sao lại biến thành cos x trừ 1? Cos x trừ 1 hay là 1 trừ cos x thì cũng là đá như nhau, đúng không? 1 trừ cos x thì chúng ta có cái công thức là cos x bằng, bằng 1 trừ đi 2 sin bình x, nhớ không? Đấy, cho nên là chúng ta sẽ có là khi mà cos x trừ 1 ấy, cos 2x trừ 1 thì nó sẽ bằng gì? Trừ 2 sin bình x. Có nghĩa là cái cos x người ta giữ nguyên, chúng ta tách nó thành cos x trừ đi 1 để tận dụng cái áp dụng công thức này để đưa từ cos x về gì? Về sin x, từ cos về sin. Đấy, vì mục đích của chúng ta là hướng đến cái giới hạn này mà. Từ cái ý tưởng này thì chúng ta sẽ có này lim của căn bậc hai của x xì bình cộng với 4. Đây là lời giải nhé, lần trên đây là thầy bàn luận thôi, bàn luận về cách nào. Đấy, trừ đi 2 cộng với cos x trừ 1 chia cho x bình khi tiến đến không. Rồi mình tách nó ra thành hai cái giới hạn này, bằng lim của căn bậc hai của x xì bình cộng 4 trừ 2 chia cho x xì bình khi tiến đến không, cộng với lim của cos x trừ 1 trên x xì bình khi x tiến đến không, hay bằng lim của cái giới hạn thứ nhất. Chúng ta sẽ thấy là thay x bằng không vào thì tiếp tục lại được dạng không trên không, tức là dạng vô định, thì chúng ta lại khử dạng vô định đó. Và kỹ thuật khử dạng vô định đó là gì? Chúng ta nhân với biểu thức liên hợp trên tử thế để làm gì? Bởi vì ở dưới mẫu này, nó có cái x bình khi tiến không thì cái mẫu này tiến không, thủ phạm làm cho nó tiến không chính là cái đẳng x bình. Hay nói cách khác là chúng ta nhân cái biểu thức liên hợp trên tử sao cho cả tử và mẫu xuất hiện cái nhân tử chung là x bình, để gạt cái x bình đi, gạt cái phần mà làm cho nó vô định đi. Đấy, chúng ta gọi là khử dạng vô định là vậy, tìm cách vứt nó đi, tìm cách loại nó đi, bỏ nó đi. Nhân biểu thức liên hợp thì chúng ta sẽ được là a trừ b thì phải nhân với a cộng b, thì sẽ được a bình trừ đi b bình. A bình tức là x bình cộng 4 trừ đi b bình nữa 2 bình này, trừ đi 4, cái này dễ rồi đúng không? Dưới mẫu vẫn còn x bình này, nên với căn bậc 2 của x xì bình cộng với 4 cộng với 2 thì x tiến đến không. Cộng với cái giới hạn thứ hai nó sẽ là lim của gì? Cos x trừ 1. Đấy, cos 2x trừ 1 thì bằng trừ 2 sin bình x. Vậy thì cos x trừ 1 sẽ bằng trừ 2 sin bình phương, không phải là của x mà phải là của x trên 2 nhé, tức là chia cho x xì bình thì x tiến đến không. Thế bằng lim của chỗ này ta dễ nhận thấy này, 4 trừ 4 hết, x bình trên x bình cũng hết đi, vậy tử còn 1, mẫu còn căn bậc 2 của x xì bình cộng 4 cộng 2 khi x tiến đến 0, cộng với lim của, nhớ là chúng ta hướng đến cái giới hạn của hàm lượng giác là sin x trên x, vậy đây thì có x trên 2, đây thì có x thôi, thì
chúng ta điều chỉnh một chút, trừ 2 vẫn giữ nguyên sin của x gì trên 2 này. Đấy. Xong là cái chỗ này đang là x bình thì mình đưa vào trong thành x trên 2 tất cả bình phương này. Như vậy là cái chỗ này á mình đã mấy nhỉ? Đang là x bình mà viết thành x trên 2 tất cả bình, tức là x bình trên 4. Tức là mình sẽ chia cho 4 thì mình lại cũng phải chia cho 4 ở mẫu thì mình chia cho 4 thì đồng thời mình cũng phải nhân với 4 đúng không? Nhân với 4 thì mình điều chỉnh cái hệ số chút đi. Chia cho 4 vậy thì chỗ này mình cũng phải chia cho 4. Đúng không? Hay là cái khác là chỗ này sẽ rút gọn thành trừ đi 1 trên 2. Được chưa? Đấy, khi tiến lên không. Sau khi sử khử dạng vô định không ta lại thay sử dạng vô định xong ta lại thay cái x vào. Thay x vào không ở đây chúng ta sẽ đây là tử thì vẫn là 1 thôi. Đây là căn bậc 2 của 0 cộng với 4 là 2, 2 cộng 2 là 4. Đây 1 4. Cộng mấy chỗ này em này, em để ý này. Khi mà x đến 0 thì sin x cái chữ x trên 2 cũng sẽ tiến đến 0. Vậy thì sin x trên 2 chia cho x trên 2 cũng sẽ tiến đến 1. Đấy. Vậy thì cả cái cụm bên trong này sẽ được 1 này, chỗ này còn trừ 1 này, chỗ này còn 2 này. Vậy là trừ đi cộng với trừ 1 phần 2. Được chưa? Thì là kết quả là bao nhiêu nhỉ? Ra là trừ 1 phần 4 đúng không? Đáp án là trừ 1 phần 4. Đấy. Nhá. Em kiểm tra lại cái phần tính toán của thầy, nếu như mà cái chỗ nào mà vô tình mà thầy tính tính nhầm rồi nhá thì em chịu khó là sửa lại giúp thầy rồi nhá. Đấy, có thể biết đâu nhớ ra chỗ nào đó mà thầy tính nhầm, nhưng cách thì nó là như vậy nhá. Đấy, được chưa?